Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chuyên Xe Đẹp. Và hôm nay em xin giới thiệu các bác một mẫu xe đến từ thương hiệu rất nổi tiếng từ châu Á, Forever Full Carbon. Cấu hình rất là cao của dòng địa hình lốp 27, to hơn với lốp thông thường địa hình. Đây là một mẫu xe đổ đèo. Và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chi tiết xe. Vâng, xe tổng thể có lớp tông màu đen, đen lì, đen sần, hay được gọi là đen nhám các bác nhé. Màu đen này rất là khỏe xe. Những cái đường tem xe, đường chỉ xe làm những cái đầu màu vàng rất là nổi bật. Hình thức xe em đoán trên 95%. Xe còn rất là mới các bác nhé. Đây là một mẫu xe rất thích hợp các bác nào đổ đèo, đến từ thương hiệu Forever. Và đây là một bản Forever kỷ niệm năm 1940 của hãng Forever thành lập. Vâng, cái model là Forever T700. Đây là mẫu model đời mới nhất của dòng Forever Full Carbon. Đây, hoặc Full Carbon đây. Các bác ở lên trên mạng để tham khảo thêm. Đây là màu đen sần các bác nhé, đen nhám. Những cái màu đen này rất là khó xước, rất là khỏe xe. Hầu như những cái xe mà xe tay ga hay xe ô tô đắt tiền là được sơn những cái màu xe đen nhám như vậy. Đây, cái khung hình của đằng trước xe đây, cái bề mặt nó rất là lồi, rất là bản, nó rất là to. Đây là một mẫu xe giống như cái dòng Sava Đức, lai cái dòng Sava. Đấy, có gì đấy. Em quay gần cho bác xem. Cái độ mới gần như là hoàn toàn, trên 95%. Đây là cái phiên bản kỷ niệm của dòng Forever năm 1940. Model là T700, đời model cao nhất của dòng Forever hiện tại, phiên bản kỷ niệm. Hợp kim tất cả là carbon hết nhá. Đây các bác, carbon này, carbon này các bác này. Và như các bác biết thì những dòng carbon em giới thiệu qua các bác biết rồi, rất nhiều loại carbon. Thì đây có nghĩa là carbon SL. Đây carbon SL đây. Nhôm alloy SL và carbon SL là những hợp kim carbon cứng, cao cấp hơn những hợp dòng carbon bình thường. Đấy, các bác có thể thấy là từng chi tiết của xe làm rất là tỉ mỉ. Những cái đường nhấn màu vàng trên khung xe đây rất là hiệu ứng nổi bật. Xe có size 27,5, tương đương với size 46-47. Thế hợp các bác cao từ 1m6 cho đến trên 1m7. Carbon SL các bác nhé, cao cấp hơn là carbon bình thường, cứng hơn, độ bền cao. Thì dành thích hợp cho các bác đi địa hình những đổ đèo rất là cứng xe. Đây dòng chữ Forever nổi lên đây, rất là nổi. Model T700, model cao cấp nhất, mới nhất của dòng Forever hiện tại, đời mới. Cổ phốt và ghi đông của Zoom. Các bác biết là hãng Zoom này là chuyên sản xuất ghi đông cốt yên rồi, chuyên sản xuất dành cho những cái dòng vận động viên đi xe đổ đèo, rất là nổi tiếng của thương hiệu từ Mỹ. Và đặc biệt là cái ghi đông này được người chủ cũ nâng cấp thêm dài hơn so với những cái phiên bản địa hình thông thường. Tức là khoảng em đo vừa lấy là khoảng tầm 67-68. Bình thường xe địa hình bình thường thì ghi đông khoảng tầm rơi tầm 60. Vâng, cấu hình xe là rất là khủng lắm nhá. Shimano DOD của dòng địa hình gần như là trùng cuối của những dòng xe địa hình rồi, trên những cái dòng Shimano Ancud, Aceda, Alivio và Cooley. Đây, tay lắm cao su. Và những đường gân nổi này tặng cho các bác đi đường rất là dễ chịu, rất là massage trên tay, tay lắm đây. Cấu hình Shimano DOD. Đây các bác nhìn rõ đấy.
ngay cái video xe cũng còn là rất là mới, xe rất là ít đi. Bên này là từng clip đĩa cũng là của Shimano DOD, nguyên bộ gò đúc của Shimano DOD. Đằng trước thì có logo, có biểu tượng của dòng Forever lắm nhé, logo nổi màu vàng nhôm. Đây, những cái điều em cảm thấy rất là lạ khi em nhìn cái cổ xe này, điểm nhấn của xe rô lên hình con trâu đây, rất là khỏe xe. Đây những cái bề mặt cái điểm nhô của nó rất là to, to bản. À, em quên, đây con giới thiệu thêm là đây là xe có một khóa hành trình giảm sóc trên tay, một mẫu xe cao cấp hiện tại. Các bác phải điều chỉnh đóng mở khóa sóc trên tay luôn, khi các bác đi địa hình đồi núi. Những dòng xe cao cấp mới có những dòng sóc này trên tay các bác nhé. Đây, khóa hành trình giảm sóc trên tay đây, DS luôn. Và đây là sóc dầu của Forever chính hãng, Mayer vàng. Cũng tại điểm nhấn của trên xe rất là nổi bật, Mayer bạc đạm. Và đây là lốp đây. Lốp xe bác nhìn thấy còn rất là mới. Đây là những đường gai lốp li ti nhỏ, bề mặt rất là to, giúp xe bám mắt, bám cái bề mặt đường ma sát tốt hơn các bác nhá. Lốp còn rất là mới, các bác nhìn này, xe vẫn còn những cái dầu lốp trên lốp xe này. Và điều đặc biệt ở trên xe này nữa, được trang bị với cặp lốp 27,5 × 2,5. Đây là những cái dòng lốp chuyên vành và lốp cũng của Forever, và chuyên dành cho những vận động viên đổ đèo to hơn với những thông số lốp thông thường, kích thước lốp thông thường. Các bác nhìn đấy, vạch cái lốp còn rất là mới. Đây, Mayer vàng điểm nhấn cho xe, bề mặt đen đen vàng rất là khỏe xe. Mayer bạc đạn. Và trên khung xe được đi với đường dây âm sườn, những cái dòng xe cao cấp của xe địa hình được đi với dây âm sườn trên khung đây. Cốt yên của Zoom em vừa giới thiệu qua là những thương hiệu nổi tiếng trên về làm về cốt yên và cọc yên ghi lông xe cho những dòng xe địa hình. Và bên trên là thương hiệu yên xe của Velo, cũng là thương hiệu rất là nổi tiếng mà làm về yên xe rồi. Và những điểm chỉ vàng này cũng điểm nổi bật trên yên xe đây, rất là khỏe. Đây là những lỗ thoáng khí khi các bác ngồi trên yên xe đây, rất là dễ chịu. Yên cũng gần như là mới tuyệt đối. Đằng sau có một điểm chỉ vàng trên yên xe. Đây là thông số của model xe chính hãng, carbon SL các bác nhé, carbon SL cao cấp hơn những dòng carbon bình thường thông thường khác. Xe được trang bị với củ đề Shimano DOD. Và một điều đặc biệt nữa là xe được trang bị với 10 tầng lip, còn rất là mới, các bác nhìn rõ đây, lip em quay đây, 10 tầng lip và 3 đĩa trong bộ chuyển động của xe 30 tốc độ, gần như là xe một chuyển động full tuyệt đối của dòng xe địa hình các bác. Đây là một mẫu xe lý tưởng cho bác nào đi địa hình đồi núi, đổ đèo, gần như bộ chuyển động là tốt nhất rồi. Đây là bên đĩa này, 3 đĩa. Xe được trang bị với đùi đĩa trục rỗng các bác nhá, đùi đĩa cao cấp, đùi đĩa trục rỗng. Pedal bạc đạn. Và cũng ở may sau cũng là may bạc đạn nhá, may vàng rất là tông màu rất là nổi. Vâng, đây là một mẫu xe lý tưởng mà lâu lắm em về, một mẫu xe chuyên dòng cho địa hình đồi núi đổ đèo mà giá thành rất là tốt các bác nhá. Giá thành xe chỉ có 7,9 triệu thôi.
Vâng, bây giờ em xin đánh giá tổng thể hoạt động của xe lên lít. Vâng, chuyển động rất là trơn tru mượt mà. Những cái dòng địa hình đồ rất là tốt các bác nhá. Gần như là trùng cuối của Deo De Shimano rồi. 10 lít rất là khủng. Xuống lít. Xích và lít còn rất là mới. Xe em đoán trên tổng thể là 95% xe. Rất ít là sử dụng. Vâng, em vừa đánh giá xong tổng thể chi tiết chiếc xe địa hình đổ đèo của Ford Ever phiên bản kỷ niệm 1940 carbon. Và lần này là xe được sử dụng hợp kim carbon SL, cao cấp hơn hợp kim carbon bình thông thường khác, cứng hơn, dẻo dai hơn của những dòng carbon. Và xe được sử dụng với cấu hình rất là khủng các bác nhá, DOD. Đấy, 10 lít 3 đĩa. Gần như là chùm cuối của những cái dòng Shimano của địa hình rồi. Xe được sử dụng với đùi đĩa trục rỗng và chủ cũ nâng cấp thêm với cái ghi lông dài hơn để đổ đèo. Và xe có giá rất tốt bên em là 7.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm nhấn kênh xe đạp và đăng ký kênh. Vâng, hẹn các bác vào trước ngày mai.